Alo, xin chào các bạn học sinh. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn về cái thích và xếp về hình học phân tử. Thì cái này là một cái thuyết khá là đơn giản nhưng mà khá là hữu dụng. Đấy, được dùng để xác định cái phân tử có dạng hình học gì. Ok. Thì trước tiên các bạn sẽ đi đến các cái ý tưởng nền tảng của cái thuyết này, hay nói khác là thuyết này nó có những cái nội dung gì, nó dựa vào cái ý tưởng gì. Okay. Thì cái ý tưởng đầu tiên đó trong thuyết và xếp đó, đó chính là cái trong cái một cái công thức Lewis. Okay. Thì được xem như là các cái nhóm, một cặp electron này, một liên kết đơn này, một liên kết đôi này, hoặc là một liên kết ba, thì mỗi cái thì coi như là một nhóm. Okay. Đây là một nhóm electron mà trong group. Okay. Một cặp electron thì cũng được xem như là một nhóm, tức là xung quanh một cái nguyên tử ha. Có một cái cặp electron ở đó thì ví dụ vậy chẳng hạn, thì ta xem như đây là một cái nhóm, ta gọi là một cái cặp riêng lẻ thì coi như một nhóm. Một liên kết đơn, ok, hoặc là một cái liên kết đôi, hoặc là một liên kết ba, ok. Thì xung quanh một nguyên tử A nào đó, ok. Thì ví dụ như là có cái nguyên tử A này, ok. Thì xung quanh của nó là bao gồm là một cái cặp thế này, hoặc là hai liên kết đơn, ba liên kết đơn ví dụ như. Thì trong mồm người ta nói rằng là xung quanh nguyên tử A là có ba nhóm các bạn, ba nhóm. Nhóm thứ nhất là một cặp electron chia liên kết này, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, ba cái nhóm kia là chính là ba cái liên kết đơn. Ok. Hoặc là một cái nguyên tử A như thế này. Đấy, nó tham gia một cái liên kết ba với một nguyên tử khác và có một cặp electron ví dụ chẳng hạn. Ok. Thì cái này ta gọi có mấy nhóm các bạn? Có hai nhóm xung quanh A. Ok. Bởi vì đây là có một cặp electron này. Là một nhóm mà một liên kết ba thì cũng là một nhóm. Ok, tương tự như vậy. Thì trong cái công thức Lewis, người ta sẽ xác định được cái số nhóm xung quanh một cái nguyên tử A nào đó. Ok. Cái nội dung thứ hai là bởi vì các nhóm electron thì mang điện tích âm, cái nhóm này mang tích âm. Ok. Đấy. Cho nên là chúng đẩy nhau mạnh, đại lẫn nhau, do đó là chúng có cái khuynh hướng là sắp xếp như thế nào đó là để càng xa càng tốt các bạn, tức là các cái nhóm electron này, ok, xung quanh nguyên tử A, okay. Thì sắp xếp như thế nào đó càng xa càng tốt. Thế thì có thường là có ba cái trường hợp như sau các bạn. Trường hợp thứ nhất là nếu có hai nhóm electron thì hai nhóm này sẽ định hướng là cách xa nhau 180 độ, ok. Nếu có hai nhóm thì sẽ cách nhau 180 độ. Nếu có ba nhóm thì các cái nhóm này sẽ cách xa nhau là 120 độ, 180, hay là người ta gọi là cái thêm một cái đường thẳng ha, 120 thêm một cái tam giác phẳng. Ok. Còn nếu có bốn nhóm xung quanh thứ hai ví dụ chẳng hạn, thì các cái nhóm này sẽ cách xa nhau 109,5 độ. Ok. Đây là cái dạng tứ diện các bạn. Như vậy cái này là một cái ý tưởng rất là quan trọng trong cái thuyết này ha. Tức là vì sao các cái nhóm nguyên tử là sắp xếp như thế này, cách xa nhau các cái như thế này. Bởi vì đây là cái sự sắp xếp mà các cái nhóm cách xa nhau nhất các bạn, cách xa nhau nhất có thể. Bởi vì như ở đây người ta nói rồi, các cái nhóm thì mang điện tích âm. Okay. Thì làm sao làm? Miễn nó cách xa nhau nhất có thể là được. Cho nên hai nhóm mà chỉ có thể là gọi là giống như đối xứng với nhau ở trên một nền tảng thì cách xa nhau 180 độ. Thì lúc đó là cái lực đẩy giữa chúng là ít nhất, hay nói khác là cái đó là cái dạng bình nhất, cho nên là nó tồn tại cái dạng đó là chủ yếu. Ok. Thì đó là cái ý tưởng nền tảng, hai ý tưởng nền tảng của cái thuyết và xếp. Cái ý tưởng tiếp theo là hình học electron, là mô tả sự định hướng của các nhóm electron xung quanh một nguyên tử đấy. Đây, ở đây người ta nói là các cái hình học này được tóm tắt trong cái bảng 2.2.
Ở đây tao lưu ý có cái từ hình học hay là trong các bạn, hình học hay là trong. Ok, hình học là trong. Thì để thuận lợi thì mình hiểu mình nói hình học là trong thì như thế nào? Nếu mà cái số nhóm A là trong xung quanh một cái nguyên tử A như lúc nãy mình đã nói các bạn rồi. Giả sử như ta có một cái nguyên tử A đây. Ok. Nguyên tử A đây. Nếu số nhóm A trong xung quanh nó là 2. Số nhóm A trong thì như các bạn biết rồi, các cái nhóm A trong này là một trong các cái trường hợp lúc nãy đã trình bày ở trên, có thể là một cái liên kết đôi, có thể là một liên kết đơn, có thể là một liên kết ba, có thể là một cặp A trong chia thành ra liên kết, miễn là xung quanh nó có hai, ví dụ như này, đây. Ví dụ nó có hai liên kết đơn. Ví dụ như thế. Hai cái. Thì đây là có hai cái nhóm A trong xung quanh nguyên tử A. Thì lúc này là cái hình học A trong của cái nguyên tử này là hình học thẳng, là một cái đường thẳng các bạn, là một đường thẳng linear, ok, một đường thẳng. Còn nếu mà xung quanh cái nguyên tử A này mà có ba nhóm, ví dụ thêm một cái nhóm nữa, có ba nhóm thì chúng sẽ sắp xếp theo dạng hình như các bạn, tam giác phẳng, ok. Nếu thêm một nhóm nữa là bốn, thì lúc này là các nguyên tử sẽ sắp xếp, các cái nhóm này sẽ sắp xếp xung quanh nguyên tử A theo cái kiểu hình tứ diện, ok, hình tứ diện như thế này. Thì đó là cái hình học ở trong. Và cuối cùng là hình học phân tử, là để mô tả sự sắp xếp của các nguyên tử xung quanh một nguyên tử này, ok. Bởi vì các nguyên tử phải liên kết, các nguyên tử phải liên kết với các cái cặp ở trong liên kết, ok. Cho nên là hình học của, ở đây người ta nói là hình học phân tử của một nguyên tử đó thì được gọi là quy định bởi cái hình học ở đó trong. Đây, chỗ này được hiểu như thế nào các bạn? Cái mục này thì được hiểu như thế nào? Có nghĩa là giả sử như trong trường hợp này chẳng hạn, lấy một cái ví dụ thôi để các bạn dễ hiểu. Giả sử như là đây, đây tao ví dụ này chẳng hạn. Ok. Thì cái này có một cặp ở trong đi. Ok. Như vậy nếu mà xét về hình học ở trong của này thì đó là dạng gì các bạn? Có mấy nhóm? 1 này, 2 này, 3. Như vậy nó sẽ là tam giác phẳng ha, hình học ở trong sẽ là tam giác phẳng. Tam giác phẳng như vậy là A sẽ có dạng này. Đây một tam giác phẳng đây. Đây, A này. Thì đây là hình học ở trong các bạn. Tuy nhiên một trong ba này á thì đó là một cặp ở trong ha, một cặp ở trong. Cho nên ví dụ như là bây giờ sử cái này chẳng hạn đi, một cặp ở trong. Ok, một cặp ở trong. Như vậy hai cái nguyên tử, hai cái nhóm là các nguyên tử đó các bạn, thì lúc này hình học của phân tử này á thì nó không phải, hình học phân tử này nó không phải là gì các bạn, không phải là một cái tam giác phẳng mà nó chỉ là gì, cái này là một cái góc thôi, người ta gọi cái này là cái bề hay là dạng góc. Như vậy hình học ở trong thì đó là tam giác phẳng, nhưng hình học phân tử chỉ là một cái dạng góc mà thôi. Như vậy các bạn cần phân biệt hai cái ý, thứ nhất là hình học ở trong, thứ ba là hình học phân tử, thứ hai là hình học phân tử, ok. Rồi cái này khi mình thực hành thì mình sẽ nói rõ hơn cái. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái thuyết của sếp này như thế nào để xác định dạng hình học của phân tử. Ok, thì cái này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Lúc nãy mình đặt rồi, giả sử ta xét cái nguyên tử A ha, nguyên tử A. Đấy, xung quanh nó là có các cái nhóm X, E. Ok. M đi, ví dụ chẳng hạn. Thì X đây là các cái nhóm ở đây là có thể là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba các bạn. Okay. X ở đây là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba. Okay. Còn E này là số cặp ở trong chưa tham gia liên kết. Thành lưu ý cho ha. N là số những X đây là tức là số cái liên kết, loại liên kết xung quanh thứ A. Còn M là số cặp ở trong chưa tham gia liên kết. Thế thì có một số trường hợp như sau. Nếu N cộng M bằng 2 chẳng hạn, hình học ở trong tức là cái electron
geometry đó các bạn. Thì đó là hình nằm phải trong. Nếu n cộng m bằng 2 thì chắc chắn hình nằm trong phải là gì rồi, một cái linear, tức là đường thẳng linear. Để chỗ này mình viết bằng tiếng Anh cho nó dễ, linear. Ok, thì nó là một cái đường thẳng linear đây các bạn, nó là một đường thẳng, đó là hình nằm phải trong. Ok, và hình học phân tử của này là gì? Nếu mà m bằng 2 thì hình học phân tử cũng chính là cái hình học ở trong. Thì đây cũng chính là này nha. Okay. Đây chính là này các bạn. Không có gì. Rồi sau một cái phân tử thì ta lưu ý là n cộng m bằng 2 chẳng hạn. Thì gì? Thì có thể là n m bằng 0 nha các bạn. M bằng 0 có nghĩa là hai nhóm, hai cái liên kết, hai cái nhóm đều là nhóm liên kết cả. Xung quanh phân tử đây là, ta lưu ý ta nhìn đây, ta hiểu đây là A. Đây ví dụ trong lập là A. M cộng n bằng 2 thì đây chính là x. Đây chính là x. Ok, thì có dạng là đường thẳng. Có bạn sẽ đặt ra vấn đề là n cộng m bằng 2. Ok. Thì cũng có thể là n bằng 1. N bằng 1 và m bằng 1 có được hay không ? Câu trả lời là được nha các bạn. Được. Thì lúc đó thì hình học ở trong hay là nó phân tử nó vẫn là đường thẳng thôi. Nó vẫn là đường thẳng. Ok. Tới sang trường hợp thứ hai, nếu n cộng m bằng 3. N cộng m bằng 3. Thì bây giờ cái dạng hình học nó là gì? Ta lưu ý đây là cái dạng là tam giác phẳng trigonal. Ok. Trigonal planar. Thì hình học ở trong đó là dạng tam giác phẳng. Tuy nhiên lúc này thì nó cũng có số trường hợp nhau các bạn. Tam giác phẳng n cộng m bằng 3 thì có thể là m bằng 0. Có thể có trường hợp m bằng 0. Thì trong trường hợp này chính là m bằng 0 kìa. Có nghĩa là m bằng 0 nghĩa là không có cặp ở trong trừ tham gia liên kết nào. Đây đây. Thì cái này chính là A. Ok. Thì ba cái này là x cả. X. 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 Thì trong hợp m bằng 0. Như vậy cái này là hình học phân tử cũng là gì? Tam giác phẳng ha. Lúc này là tam giác phẳng. Nếu m bằng 0 ha. M bằng 0. Thì cái dạng hình học phân tử cũng là tam giác phẳng. Này là sẽ viết tiếng Anh viết luôn các bạn. Trigonal planar. Nếu m bằng 0 thì hình học phân tử nó vẫn là tam giác phẳng. Ok. Tuy nhiên n cộng m bằng 3 thì có thể m bằng 0 mà cũng có thể m gì các bạn? M bằng 1. M bằng 1. Thì m 1 chính là trong hợp này. Đây chính là m đây các bạn. Tức là một cặp ở trong trường hợp liên kết. Sorry, chỗ này mình nhầm xíu. Đây. M bằng 1 và chính là chỗ này. Ok. Nếu m bằng 1 thì lúc này là hình học ở trong nó cũng là gì? Tam giác phẳng à, các bạn. Tuy nhiên cái hình học phân tử lúc này nó không còn là tam giác phẳng nữa ha. Cho nên chỗ này chúng ta lưu ý là gì đây? Nếu mà m bằng 1 và kháng thì lúc này là nó chỉ là dạng góc mà thôi ha. Trong anh này nó biết là chữ bent. Ok. Góc. Như vậy tổng lại m n cộng m bằng 3, chúng ta lưu ý có hai trường hợp, hoặc là m bằng 0 hoặc là m bằng 1. Nếu m bằng 0 thì dạng hình học phân tử cũng chính là dạng hình học ở trong ha. Nếu m bằng 1 thì hình học phân tử nó khác với hình học ở trong. Ok. Bây giờ ta sang trường hợp cuối cùng. Trường hợp gọi là thường hay gặp cuối cùng. Thế còn cũng có những trường hợp lớn hơn các bạn, mà ở đây thì trong cái chương trình phổ thông thì thầy không có đề cập. Thêm ở đây. Ok. Nếu n cộng m bằng 4 thì các bạn biết là đây 4 đây, ví dụ như thế nào. Thì nó có thể là một cái thứ gì? Okay. Có nghĩa là tetrahedral. Tetrahedral. Ta lưu như vậy. Ok. Như vậy hình học ở trong nó sẽ là một thứ gì? Đó chắc chắn rồi. Còn hình học phân tử
Đấy. Thì như thế nào? Thì nếu mà cũng tương tự vậy, nếu m bằng 0 nhá, m bằng 0 trong trường hợp này m bằng 0 thì cũng là một tứ diện, được chưa? Rồi ở đây chúng ta viết thành gì? Từ đây, đây. Nhưng mà mình không. Sorry. Thì các bạn sẽ chỗ này hình như có chỗ tứ diện, tứ diện. Ok. Rồi. Nếu m bằng 0 thì cái này nó cũng là tetra hetero. Ok. Tetra hetero. Còn nếu mà n bằng 1 như thế này. N bằng 1, còn n bằng 3 thì các bạn thấy đây là một cái này người ta gọi là lưỡng tháp tam giác kia. Loại trong trường hợp mà m bằng 1 thì lúc này nó là một lưỡng gì? Lưỡng tháp tam giác, tức là trigonal. Ok. Pyramidal. Ok. Mình sẽ là cái này. Pyramidal. Ok. Nếu mà bằng 1 thì nó như thế. Rồi cái này các bạn có thể kéo ra xíu. Rồi 14 lớn hơn. Đó là nếu n m bằng 1. Ok. Còn nếu m bằng 2 như trong hợp này. Thì hình học ở trong nó vẫn là tứ diện nha các bạn. Hình ở trong nó là gì? Nhưng hình học phân tử lúc này thì đã khác đi rồi các em ơi. Ok. Cho nên các bạn cần phải phân biệt giữa cái hình học ở trong và hình học phân tử. Nếu m bằng 2 thì lúc này cái phân tử chúng ta thì nó có dạng làm cái góc chứ không phải là một dạng tứ diện nữa. Ok. Nói như vậy để các bạn thấy rằng là cần phải phân biệt giữa electron geometry, geometry và cái molecular geometry, tức là hình học ở trong và hình học phân tử. Đây. Cần phải phân biệt rồi. Hình học ở trong và hình học phân tử. Ok. Để các bạn có thể dễ nắm hơn thì mình có thể sửa chữ này bằng tiếng Anh luôn. Đây các bạn nắm cái này gọi là electron geometry. Ok. Hình học electron. Con này là hình học phân tử. Ok. Gọi là molecular. Ok. Geometry. Là hình học phân tử. Được chưa các em? Như vậy là thông qua cái bài ngày hôm nay thì hy vọng là các bạn đã biết cách sử dụng thiết và xếp, ok, để có thể xác định được dạng hình học của các phân tử. Đây là quý là các bước. Trước tiên các em phải viết được cái công thức lý quyết, ok. Sau đó xác định ra cái giá trị là số nhóm electron xung quanh nguyên tử mà chúng ta cần xác định hình học đó. Số nhóm electron, ok. Thì số nhóm electron này có thể đó là các liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba, ok, hoặc là cặp electron chia thành các liên kết. Và tổng này đó, cái tổng NKM sẽ cho chúng ta biết hình học electron ha. Tuy nhiên với các cái giá trị m khác nhau, trong trường hợp tổng bằng 3 với ngày tổng bằng 4 thì hình học electron, hình học phân tử có thể là giống hình học ở trong này, cũng có thể là khác, ok, cũng có thể là khác. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thì trong cái video sau thì ta sẽ có các cái ví dụ cụ thể để các em có thể thực hành được cái thiết và xếp này. Xin trân trọng cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các bạn.